3. Xế cưng của Nicky Ajos. Tay vợt cá tính Nicky Ajos yêu quý 3 chiếc xe Dodge SRT Demon, Nissan R35 GTR và Tesla Model X có tổng trị giá hơn 500.000 bảng. Chiếc xe đầu tiên Dodge SRT Demon trị giá 247.000 bảng. Nicky Ajos từng suy sụp khi một trong những người bạn của mình lái xế cưng này đâm vào cột điện ở Australia năm 2019. Tuy nhiên, tay vợt sinh năm 1995 đã sửa chữa thành mẫu màu đen mờ và đổi sang tay lái bên phải. Năm 2020, Kia Ajos lắp thêm dàn đèn đổi màu neon. Cuối năm 2020, trai hư làng quần vợt bực tức khi trộm đập vỡ kính xe để lấy quần áo và ví tiền của anh. Nicky Ajos nói đó là những thứ anh vất vả làm việc mới có được. Tay vợt người Australia nhắn nhủ thêm, nếu các anh không vui vẻ trong cuộc sống, đó không phải lỗi của tôi. Chỉ cần gõ cửa nhà, tôi sẽ đưa thức ăn tới tận miệng nếu thích. Kia Ajos còn có một chiếc Nissan R35 GTR 163.000 bảng. Chiếc xe màu xanh lá đậm có thể đạt vận tốc 96 km/h sau 2,7 giây. Tốc độ tối đa của chiếc Nissan R35 GTR khoảng 324 km/h. Á quân Wimbledon 2022 còn là fan của hãng xe điện Tesla. Anh sở hữu chiếc Tesla Model X có giá 102.000 bảng. Xế cưng của Kia Ajos có màu xanh lá giống màu truyền thống của đội bóng rổ Boston Celtics anh yêu thích. Chiếc Tesla của tay vợt Australia có thể đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Nhanh hơn vận tốc một trong những cú giao bóng sấm sét của Kia Ajos. Tay vợt cá tính là một trong những ngôi sao nổi tiếng làng bóng đỉ thế giới. Có tài nhưng Nicky Ajos lại được biết đến với những bê bối như nóng nảy đập vợt, cãi nhau với đồng nghiệp, trọng tài cùng lùm xùm đời tư. Chưa từng vô địch Grand Slam đơn nhưng Kia Ajos đã đăng quang giải Australia mở rộng năm ngoái ở nội dung đôi nam. Hôm 16 tháng 1, tay vợt sinh năm 1995 thông báo rút lui khỏi giải đấu ở quê nhà Australia mở rộng 2023 vì chấn thương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.